Thách thức danh hài mùa thứ 3. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hả? Làm lại quay lại giùm anh, cái cửa phía sau nó bị hở. Hai ông thần. Quy. Vậy? Mày nói Quyền Bí vô chút Quy. Thì Quyền Bí mà hai ông thần cái vậy chết tôi rồi. Với sự tài trợ độc quyền của viên uống Hoa Thiên cân bằng nội tiết bí quyết trẻ đẹp. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với thế giới ma thuật đèn vi diệu. Nói lại tên nhà tài trợ của mày sao? Tài trợ mà mày Quyền Bí con điên. Mày đưa tôi qua vô cùng đơn giản. TTGH viết tắt. Ôi, kỳ quá, giám khảo gẹo em kìa. Ta chỉ đang ngứa tay thôi chứ ta bẻ khớp là chứ ta có làm. Rồi, okay. Hai chiếc tivi Sanyo. À Sanyo mày. À lại Sanyo máy lạnh. Hai chiếc tivi thuộc thương hiệu Asanyo của chúng tôi. Thí sinh được yêu thích nhất nhất. Bối rối quá nhìn đồng giang. Đổ tay cái nè cho người đỡ bối rối. Rồi 2, 3. Và thí sinh được yêu thích nhất nhất. Đấy. Được không? Không được tao kêu không chú Quỳnh nói à. Thôi được rồi, bỏ đi. Mập gần bằng Ngô Kiến Huy à. Đừng. Đừng chế à. Anh em như thể tay chân phải che lại những cục mỡ của nhau chứ chế. Trời ơi Quy ơi, ai cũng nhìn ra là anh em chúng ta đang lên kỳ. Trời ơi trời, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra trên thế giới loài người. Nhiêu đây đủ tiền không em? Hả? À. Ừ à. Lê Thành Dương. Lê Thành Dương hả? Ca sĩ Lê Thành Dương kỳ ha. Sao mặt? Mặt á, mặt đó là mặt gì ta? Phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự tài trợ độc quyền quyền với sự tài trợ độc quyền quyền. Đây. Hai chữ độc độc quyền rồi duy nhất nhất. Rồi 2, 3. Và thí sinh được yêu thích nhất nhất, yêu thích nhất nhất và bí quyết trẻ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Trời ơi.